Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ ha. Anh chị ơi, bên Thành Vũ đang xây dựng và chuẩn bị xong một cái căn nhà, hai căn nhà nha anh chị, cực kỳ gần với chợ Bình Chánh luôn. Đó, như anh chị thấy trên đang thấy trên video nha, thì một căn nhà với diện tích bề ngang 4m, bề dài 20m nha, và đường ô tô ra vào thoải mái luôn nha anh chị. Như đây, đó ô tô có thể ra vào tới tận nhà mình luôn, như anh chị thấy ha. Đó, với hai căn nhà nha, một trệt, một lửng, một lầu nha anh chị, đầy đủ công năng cho cô chú anh chị luôn, nằm trên đường ô tô và cực kỳ gần chợ Bình Chánh luôn. Từ đây đi ra vào nhà thờ, đi ra nhà thờ Bình Chánh anh chị là chỉ khoảng 2-3 phút thôi anh chị, rất là gần luôn, nằm trên trục đường vào nhà thờ nha. Rồi, với một cái căn nhà một trệt một lửng như thế này, một lầu như thế này thì với giá cũng khá mềm anh chị. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ khám phá căn nhà này nha. Với một cái khoảng sân đậu được ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ dư sức cho anh chị luôn. Và bên đây có hai căn nha anh chị. Một căn thì mình làm một cái hệ cửa là một cái cửa cuốn nha anh chị. Đó, nếu anh chị thích thì mình chọn căn bên đây dùng hệ cửa cuốn cho mình. Còn căn bên đây thì dùng cửa cánh cửa bốn cánh nha anh chị. Cửa sắt bốn cánh. Đó, được làm những cái đường song 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 như thế này rất là đẹp luôn. Đó, rất là dày nha anh chị. Và đây, một căn nhà máy hộp cực kỳ hoành tráng luôn nha, theo xu hướng hiện đại bây giờ, và có thêm cái không gian lửng cho anh chị làm một cái không gian thông tầng nha anh chị. Đó, ở đây thì căn nhà mình hướng tây bắc nha cô chú anh chị. Đó, với cái khoảng sân xe 4 chỗ, 16 chỗ, xe 7 chỗ ra vào thoải mái luôn nha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Phủ khám phá nha. Hai căn thì giống nhau nha anh chị, có đầy đủ nội thất cho anh chị luôn. Đó, ở đây nè thì một cái không gian phòng khách cực kỳ rộng rãi luôn, làm ở trên là không gian thông tầng ở trên nha anh chị. Một không gian đèn chùm rất là có điểm nhắn nhắn nha. Đó, những cái bóng đèn pha lê ở bên trên. Bên đây là dùng hiệu ứng giả đá bên đây rồi nha anh chị. Đó, với những cái đường sọc ngang bằng inox nha. Và bên trên đó thì đèn hắt nha anh chị. Đó, những cái văn này thì ốp văn gỗ, những cái vách cột cho mình luôn rồi. Bên đây thì cái vách PVC và thêm vách lam gỗ dọc dài từ dưới lên trên luôn. Đó, thông tầng như thế này thì làm nó mới đẹp nha anh chị. Và không gian cầu thang thì được đặt giữa nhà nha. Và có một điều đặc biệt chính là không gian phòng bếp nó sẽ cao hơn không gian phòng khách nha anh chị. Phòng khách cao hơn sân, sân cao hơn đường. Đó, phong thủy như vậy rất là tốt luôn. Ở đây thì không gian cầu thang của mình thì cầu thang đá hoa cương trắng đen nha. Và tay vịn những cái quả tiết sắt và trang trí bằng cái tay vịn gỗ nè anh chị. Ở dưới chân cầu thang có cái tủ gỗ cho mình rồi, một cái lam tủ gỗ nha. Và căn nhà mình là đèn đồ kia đồ làm rất là ấm cúng luôn anh chị. Ví dụ như cái chỗ vách sofa nè anh chị, những cái dây led dọc dài từ dưới lên tới trên trần luôn. Và không gian trần cũng rất là đặc biệt luôn ha. Đó, không gian bên trên rất là đặc biệt luôn anh chị. Rồi, cái tủ này thì rất là nhiều ngăn, mình có thể để tủ rượu nè. Ở dưới thì cũng có những cái cánh cửa tủ nữa ha. Và không gian bếp đây, một không gian bếp cực kỳ ấm cúng luôn anh chị. Trên trần lâu không thạch cao rồi, và nguyên cái hệ tủ bếp rất là hoành tráng luôn ha. Đó, ở đây thì dùng hệ inox đen, mạ đen nha anh chị, mạ chrome đen đó. Ở bên trên đó thì tủ mình sử dụng hệ acrylic nha, rất là bóng luôn anh chị. Đó, bên đây thì những cái vách bàn ăn đó, mình trang trí bếp và trang trí cho mình luôn một cái bộ bàn ăn 6 ghế nha, trên trần lâu phong thạch cao rồi. Và phía sau đây là một cái không gian mà ở phía sau, không gian giếng trời phía sau nha. Đó, cũng ốp đá này kia đồ sẵn cho mình luôn rồi anh chị, trên làm khung sắt bảo vệ cho mình luôn ha. Và đây là không gian nhà vệ sinh, anh chị cùng cameraman xem sơ qua nha. Đó, nhà vệ sinh thì lót gạch bóng hới luôn nha anh chị. Đó, bồn cầu nguyên khối, vòi hoa sen, lavabo, gương điện đầy đủ công năng cho mình luôn. Đó, bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ nhìn lại tầng trệt của căn nhà, sau đó mình lên lầu khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây, không gian trên tầng lửng của mình nha anh chị. Thì mình nhìn được ra một cái
khung cảnh bên ngoài đó, có cái nguyên cái tấm gương bằng kính cường lực nha anh chị, nhìn thẳng ra bên ngoài luôn. Và ở giữa thì mình có một không gian có để làm đèn chùm cho mình, rồi chọn cái lối đi cầu thang này thì cũng có trang trí cho mình nha. Ở phía sau á thì dán giấy dán tường và thêm là ốp chanh này kia đồ đầy đủ cho mình nha anh chị. Nhìn không gian nhà nó làm như thế này thì rất là ấm cúng luôn anh chị. Rồi có thêm một cái vách bằng kính nữa nha, kính cường lực nha anh chị. Rồi phía sau đây thì một cái hệ giường sẽ được lắp đặt vào đây, và niệm này kia đồ sẽ là bày trí sẵn cho mình luôn. Trên trần lâm phong thạch cao và một cái vách đầu giường luôn nha anh chị. Phòng ngủ ngay tầng lửng này, và không thể thiếu chính là cái chỗ cửa sổ cho mình luôn đó. Cửa sổ ở phía sau tết là cái chỗ này người ta trồng cây kiểng, người ta cung cấp cho các chợ hoa anh chị. Rồi có luôn nhà vệ sinh bên trên này luôn nha anh chị. Gương thì gương điện cho mình luôn đó, nhà vệ sinh gương điện, gạch bóng kính luôn, rồi và bồn cầu nguyên khối, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ ha. Và dùng hệ cửa nhôm sinh pha, kính mờ luôn anh chị. À có lắp đặt dây ống đồng máy lạnh sẵn cho mình luôn rồi ha đó. À bên đây thì có luôn cái hệ tivi cho mình, những cái vách ở đây thì trang trí những cái thanh inox nè, và có kệ tivi sẵn cho mình rồi anh chị, rất là tiện cho mình sử dụng luôn. Ngoài ra thì cái vách kính này anh chị, mình vừa coi nhà mình ở trong phòng ngủ cũng được luôn, về mình dán kính mờ hoặc là mình làm thêm cái tấm rèm ở đây anh chị đó, rất là ok ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu khám phá không gian trên lầu nha. Đây không gian trên lầu của mình đây anh chị, đó một cái đèn chiếu sáng cầu thang nha. Và phía sau này thì dĩ nhiên rồi, một căn phòng ngủ khép kín và có luôn WC bên trong ha. Đây một không gian phòng ngủ rất là ấm cúng luôn nha anh chị, có giường niệm sẽ có niệm sẵn cho cô chú anh chị luôn, và có luôn một cái bộ bàn trang điểm ở đây. Gương thì dùng gương đại luôn nha anh chị, gương bự luôn. Bên đây vách tivi của mình thì được trang trí này kia đồ đầy đủ cho mình, có kệ tivi luôn ha. Và phía bên đây thì hệ tủ của mình dùng hệ tủ kính đen nha anh chị, hệ tủ cửa chược kính đen đó, nhìn rất là sang trọng luôn và hợp thời như bây giờ nha anh chị. Rồi không những thế, mình có luôn một cái ban công luôn, có luôn nhà vệ sinh luôn nha anh chị, đầy đủ công năng. À cái đầu giường của mình thì trang trí rất là dễ thương ha, có hồng một hình cô gái nha anh chị. Trên thì cũng có đèn chùm cho mình luôn rồi, và hệ gương bự cho mình bàn trang điểm. Cặp bên đây thì không gian nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh anh chị. Cái loại gạch ở đây ở ngoài nhìn đẹp lắm chị, loại gạch này nè ở ngoài nhìn cực kỳ đẹp luôn. Và ở đây thì có đầy đủ công năng cho mình luôn, vòng cầu và hoa sen lavabo nha. Và phía sau đây thì mình có luôn một cái ban công nè anh chị, ban công nhìn ra khung cảnh của thành phố ha, tí ra phía trước anh chị nhìn nó dễ hơn anh chị. Đó thành phố bên đây anh chị, ngay chợ Bình Chánh nha, cũng gần anh chị đó, đi ra khoảng 1-2 phút đi xe thôi là tới rồi ha. Rồi tiếp theo nè thì mình có luôn một cái căn phòng phía trước đây, một căn phòng ngủ phía trước cực kỳ đẹp rộng luôn anh chị. Đây đó, phòng ngủ phía trước cũng có bồn cầu nguyên khối luôn, bồn cầu trứng luôn nha anh chị, bồn cầu trứng luôn. Gạch ốp lát căn tường khui tới trần, rồi hoa sen lavabo đầy đủ cho mình, cửa nhôm sinh pha nha, và dùng hệ cửa gỗ hết nha anh chị. Đó phía sau đây thì cũng vậy, cũng có bàn trang điểm đầy đủ cho mình luôn. Rồi phía sau thì mình cũng có hệ cửa trượt nè anh chị đó. Đầu giường trang trí sẵn cho mình, giường niệm trang trí sẵn cho mình luôn nha, có niệm luôn nha anh chị. Và ở đây thì mình cũng có luôn cái những cái bàn làm việc ha, ở đây bàn làm việc, bàn học cho con này kia cũng được anh chị, kệ tủ tivi. Trên thì trần lâm phong thạch cao rồi, Thành Vũ còn chưa bật đèn luôn á. Đó và có luôn một cái ban công ra phía bên ngoài đây, ban công ra ngoài đây anh chị. Nhà cửa thì san sát với nhau như anh chị thấy ha. Đó nhìn ra đối diện thì khu dân cư ở đây là khu dân cư đông đúc nha anh chị, đường xá thì thênh thang, và có một cái nữa là đường thông nha, gần chợ Bình Chánh, từ đây đi ra nhà thờ Bình Chánh chỉ khoảng 1-2 phút đi xe thôi. Đó anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích ngang 4m và dài 20m, cực kỳ gần chợ Bình Chánh luôn nha cô chú anh chị. Đó, có hai căn nha, tùy theo cô chú anh chị lựa chọn luôn. Đó, được xây dựng một trệt, một lửng và một lầu, hai phòng ngủ nha, ba phòng ngủ nha anh chị, và bốn nhà vệ sinh. Đó, đầy đủ công năng cho cô chú anh chị luôn. Đường thì ô tô có thể ra vào tận nơi, đậu trong sân nhà mình được luôn. Với giá của căn nhà là 2.950.000.000 nha, giá trên là giá full hoàn toàn, còn thương lượng bất lọc cho cô chú anh chị nữa. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ nha anh chị. Nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo, những căn nhà mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.